Kính thưa quý vị, kết thúc 5 năm hoạt động công tác Phật sự, sáng ngày 25 tháng 11 năm 2021 nhằm ngày 21 tháng 10 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc, chùa Phước Hưng, phường 1 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Quan Lâm chứng minh và chỉ đạo đại hội có Hòa thượng Thích Thiện An, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Chân Minh, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban chỉ đạo đại hội, Thượng tọa Thích Tĩnh Kiệt, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức chủ tọa đoàn gồm có Thượng tọa Thích Chân Ký, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc, Trưởng ban tổ chức đại hội, Thượng tọa Thích Chân Tâm, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Chư tôn đức thành viên Ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc. Đại hội có sự tham dự của đại diện chính quyền các ban ngành tỉnh Đồng Tháp và thành phố Sa Đéc. Trong lời khai mạc, Thượng tọa Thích Chân Ký, trưởng ban tổ chức đại hội nhấn mạnh, đại hội là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng của Phật giáo huyện nhà, vì thông qua đại hội cùng nhau đúc kết lại những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, rút ra những kinh nghiệm quý báu để hoạch định chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với nhu cầu hội nhập và phát triển của xã hội trong giai đoạn mới. Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 9 2016-2021, toàn huyện hiện có 50 ngôi tự viện, 174 tăng ni và hơn 60.000 tín đồ Phật tử. Phát huy truyền thống phụng sự đạo Pháp phục vụ dân tộc, hướng đến sự tốt đời đẹp đạo theo phương châm đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Qua 5 năm tích cực hoạt động, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã hoàn thành viên mãn các công tác Phật sự như hoằn pháp, hướng dẫn Phật tử, nghi lễ, giáo dục, nhất là công tác từ thiện xã hội đạt hơn 26 tỷ đồng. Với những nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự, tại đại hội lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao tặng bằng khen và bằng tán dương công đức cho tập thể và các cá nhân chư tôn đức tăng ni trên thành phố đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung tại địa phương. Theo kết quả ý kiến biểu quyết danh sách tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc nhiệm kỳ 9 2021-2026 gồm 21 thành viên, đại hội thống nhất suy cử Thượng tọa Thích Chân Ký tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trưởng ban ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Võ Thị Bình, ủy viên ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương những thành tích mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc đã đạt được trong 5 năm qua. Bà mong muốn tân Ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc nhiệm kỳ mới sẽ kết hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần hộ quốc an dân, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần đưa Phật giáo địa phương ngày càng vững mạnh, xã hội ngày một phát triển văn minh. Toàn thể đại hội lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Chân Minh, tri ân tán thán công đức đến chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc đã điều hành Phật sự thành tựu trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng nhấn mạnh những truyền thống cao quý mà Phật giáo Việt Nam có được như hộ quốc an dân, đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa, tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cần giữ gìn phát huy, vận dụng lời dạy của Đức Phật về lục hòa cộng trụ để làm hành trang trong mọi hoạt động Phật sự, và đó cũng là kim chỉ nam để từng bước khắc phục những khó khăn vướng mắc, từ ổn định và phát triển đạo pháp, hòa nhập với xã hội trong cộng đồng dân cư để cùng đóng góp xây dựng cuộc sống an lạc. Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, Ban trị sự thành phố kêu gọi tăng ni và Phật tử thành phố thực hành lời Phật dạy, tinh tấn tu học đúng chánh pháp, luôn thể hiện tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, phù hợp với chủ đề đại hội, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển.